Người dân đang tìm kiếm những gì còn sót lại trong một nhà thờ Hồi giáo đổ nát ở Khan Yunis phía nam Gaza. Các máy bay của Israel đã tấn công Gaza vào hôm 8 tháng 10 sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ báo thù mạnh mẽ cuộc tấn công đẫm máu nhất trong nhiều thập niên của Hamas. Trong một dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột có thể lan rộng ra ngoài Gaza, Israel và phe Hezbollah từ Liban đã nã pháo và rocket qua lại. Tại Alexandria, hai du khách Israel đã bị bắn chết cùng với hướng dẫn viên người Ai Cập của họ. Các cuộc không kích của Israel cũng tấn công nhiều khu nhà, đường hầm và tư gia của quan chức Hamas ở Gaza. Hàng trăm người đã thiệt mạng ở cả hai phía. Người dân này đang cầu nguyện buổi tối và cho biết nhà thờ Hồi giáo đã bị tấn công mà không báo trước. Hôm 7 tháng 10, Hamas đã tràn qua khắp các thị trấn Israel, giết chết hàng trăm người. 24 giờ sau đó, ở miền nam Israel, các tay súng Hamas vẫn còn giao chiến với lực lượng an ninh Israel ở một số nơi. Và nhiều rocket được bắn từ Gaza. Theo một phát ngôn viên của Hamas, số người Israel mà họ bắt được lớn gấp nhiều lần so với hàng chục người. Đoạn video này được xác định là quay ở dải Gaza, cho thấy một người phụ nữ bị thương, tay bị trói và bị lôi vào một chiếc xe. Reuters không thể xác nhận thời điểm quay video. Quá nhiều con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ gây thêm khó khăn cho ông Netanyahu. Ở những lần trước, con tin đã được đổi lấy nhiều tù nhân. Israel đã mất hoàn toàn cảnh giác trước cuộc tấn công của Hamas và nhiều người nhận định rằng đây là một trong những thất bại tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này. Quân đội Israel đã công bố đoạn video cho thấy các cuộc tấn công vào người Palestine dọc hàng rào biên giới. Israel cho biết đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các điểm bị xâm nhập, tiêu diệt hàng trăm kẻ tấn công và bắt thêm hàng chục tù nhân. Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh trong một bài phát biểu cho biết cuộc tấn công sẽ lan rộng từ Gaza đến bờ Tây và Jerusalem. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.